Xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay tôi đang có một chuyến về thăm lại công trình của gia đình anh Nguyễn Thế Hải. Thứ nhất là để thăm về cái tiến độ công trình, và thứ hai nữa thì tôi có bàn giao cho gia đình anh những cái bức phù điêu ở trên cái phần mái chữ A của công trình của gia đình anh Hải. Thì với cái công trình này thì theo cái hướng tân cổ điển, cho nên là các cái bức phù điêu nó sẽ rất là quan trọng trong cái vấn đề để trang trí cho các cái hệ mái. Và đây là các cái bức phù điêu mà chúng tôi đã thắp vẽ và sẽ trao về cho gia đình anh Hải. Đây, các bạn có thể xem ở cái phần các cái phù điêu này. Đấy, những chi tiết trang trí này nếu mà thắp vẽ không chi tiết và không đều tay thì nó sẽ mất cái tính thẩm mỹ của công trình. Đấy. Thì sau đây xin mời các bạn sẽ xem cái quy trình mà chúng tôi vận chuyển những cái bức phù điêu này bàn giao cho bác Vãng ở đây, là bác của anh Hải, và trực tiếp giám sát cái công trình thi công này luôn. Đấy, thì các bạn có thể xem. Đây, bức phù điêu này bán để chỗ nào êm bán nhá. Vâng. Đây chứ. Thế rồi nó. Vâng, chắc thế rồi. Không quay mấy phút nữa. Mà tổng cái cảnh này luôn. Dạ vâng. Anh chuyển hàng đấy. Bác cô quay lại giúp đây giúp cháu, gần giúp cháu tí ạ. Đây thì những cái bức phù điêu này sẽ được đúc sẵn các bạn nhé. Đấy, đắp vẽ sẵn. Thì sau này thi công thì các bác thợ sẽ bắn các cái vít vào đây để gá vào cái tường chữ A, cái mái chữ A. Đấy. Vâng, vừa rồi thì tôi vừa bàn giao hai bức phù điêu cho gia đình anh Nguyễn Thế Hải. Và nếu các bạn đang cần những cái mẫu phù điêu thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ở phía bên dưới để công ty Kisato trực tiếp tư vấn cho bạn những cái mẫu phù điêu mới nhất. Và hiện tại Kisato đang là nhà cung cấp hàng đầu về các cái mẫu phù điêu bê tông nghệ thuật. Thì các bạn quan tâm thì hãy để lại cho chúng tôi những cái lời nhận xét, hoặc là liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại phía bên dưới để chúng tôi có thể là vận chuyển những cái bức phù điêu này về tận nơi để bàn giao cho các bạn và hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật thi công hoàn thiện để làm sao lên được một cái bức phù điêu thật đẹp. Đấy thì xin chào các bạn, và bây giờ tôi phải có một chuyến đi để bàn giao tiếp các cái bức phù điêu ở khu vực Quảng Hóa tiếp. Đấy, xin chào các bạn.